lắm nha mọi người. Đề bài nha mọi người. Đề bài đó là x bình trừ m cộng 1 x cộng m bằng 0. Câu A nha, chứng minh phương trình luôn có nghiệm, có nghiệm với mọi em m, được chưa? Với mọi em m thì các bạn nhìn kỹ nè, khi người ta kêu là có nghiệm thì có khả năng là có hai nghiệm phân biệt hoặc là có hai nghiệm kép là hai nghiệm trùng nhau đó các bạn, được chưa? Thì nhưng ở đây mình sẽ có thêm một cái câu B nữa, nên là sẽ giải bằng cái câu B nữa nha các bạn. Có câu B nữa, nên là sẽ giải bằng cách là ta viết là đề nè, x bình trừ m cộng 1 x cộng m bằng 0. Thì ta xác định A nè, B nè và C. A bằng 1 nè, B bằng trừ m cộng 1 nè và C bằng m. Thì lợi sẽ giải quyết bằng cách là lợi thấy rằng A nè cộng B nè cộng C nè, thấy không ạ? Ba thằng này cộng lại có bằng không không ạ? Ba thằng này cộng lại bằng không. Vậy ta có nè, ta có A cộng B cộng C bằng không, vì 1 cộng cho trừ m cộng 1 cộng cho m bằng 0. Các bạn thử kiểm tra lại giúp lại cái chỗ này nha mọi người. Rồi, vậy khi gặp cái trường hợp A cộng B cộng C bằng 0 thì ta kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt. Một nghiệm thứ nhất là bằng 1, nghiệm thứ hai là bằng C chia A. C chia A, thấy không ạ? C chia A, đây nè, C chia A, vậy là bằng m, được chưa? Hoặc các bạn nhớ nghe, cái x1, x2 này là cái người ta đặt thôi. Các bạn có thể đặt ngược lại là x2 bằng 1, x1 bằng m vẫn được nha mọi người. Đây là cái gọi, cái đặt thôi, được chưa? Đó, rồi.